Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2019. Và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối các bạn nhé. Và lần đầu tiên video cho mình xin gửi lời chào tất cả các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình và mua ủng hộ sản phẩm mình suốt thời gian qua. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Redmi 7 này nhé. Con này Redmi 7 nhé. Cấu hình con này RAM 2GB, bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Con này được trang bị màn hình tay chuột tay thỏ rất đẹp nhé. Nó giống kiểu thiết kế giống A50, A30 của Samsung nhé. Màn hình rất là to nhé. Con này hình thức khách vừa mới mua xong, máy đẹp keng các bạn nhé. Còn nguyên siêu ly lông đằng sau. Máy hình thức màu đen bóng rất đẹp các bạn nhé. Và sản phẩm Redmi 7 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Nhiều hay lắm. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 7 này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì trang bị màn hình 2 camera này. Màn hình rất là to, rất là phê các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 7 này nhé, các bạn nhanh tay hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là các bạn liên hệ cho mình qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Số điện thoại mình thì có hai số, một là 0966221789 nhé, và thứ hai là số 0833221789. Các bạn gọi số 1 không được, các bạn có thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Đây. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận hàng nhận cho chuyển khoản trước cho mình cũng được. Và thứ hai, hình thức thứ hai là các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể chọn hình thức nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán nhé. Nhưng mà hình thức nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình nhé, 50.000 và 100.000 tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony X-Performance thì hôm nay mình về tiếp tục được đủ màu các bạn nhé. Màu bạc, đen, hồng và gold nhé. Thì mình về đủ màu các bạn nhé. Đây, màu bạc rất là đẹp các bạn. Và sản phẩm Sony X-Performance thì con này thì cấu hình con này là mình sẽ lướt qua cấu hình con này. Cấu hình con này là RAM con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Hình thức còn khá là ok nhé. 9798, 99% các bạn nhé. Màu bạc rất là đẹp nhé, màu đen. Hàng Docomo Nhật, sức tài Nhật. Bạn nào thích sản phẩm Sony X-Performance nhé, bạn lấy hàng là mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá rất ưu đãi nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Nhà mình thì có tất cả 5 đủ màu nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony X-Performance thì bạn lấy hàng mình sớm nhất nhé. Và thì ở clip này thì mình cũng nhắc lại luôn các bạn là tính mình hay bị quên. Các bạn nào đã đặt hàng với mình rồi thì mình chưa thì mình ship hàng ấy. Mong các bạn gọi lại giúp mình nhé. Và tất cả địa chỉ cửa hàng và thông tin cửa hàng thì mình sẽ comment luôn phần mô tả video. Các bạn nào muốn đổi máy ấy, các bạn có thể là gửi về mình theo địa chỉ ở bên dưới. Và thứ nhất là các bạn đổi máy này. Với thứ hai là các bạn nào mà tất cả là dịch vụ sửa chữa bảo hành ấy, thì các bạn có thể là gửi mình địa chỉ ở bên dưới. Thì mình sẽ kiểm tra, các bạn ghi rõ tình trạng máy và mình sẽ bảo hành các bạn sớm nhất, trong thời gian sớm nhất nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về chế độ bảo hành bên mình, không phải lo. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F1S. F1S hôm nay mình vừa mới thâu lại ngày hôm nay của khách xong. Đây, hình thức con này rất đẹp, giới thiệu điện thoại. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, hình thức con này rất đẹp các bạn nhé. Máy khách dùng dán rất là dữ, dán một miếng dán đằng sau. Đây, máy rất đẹp. Đấy. Và sản phẩm Oppo F1S này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Con này thì máy zin nhất nguyên bản luôn, con này vừa mới thâu lại ngày khách ngày hôm nay xong. Được cái máy rất đẹp các bạn, máy zin nhất luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S này nhé, các bạn nên tới hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Cấu hình là RAM 3, bộ nhớ là
32GB các bạn nhé. Này Oppo F1S nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 lock nhé. Con này iPhone 6 thường lock thì hôm nay mình vừa mới lượm lại con này của khách. Máy hình thức còn rất là đẹp nhé. Hình thức con này phải đến 90%. Thì sản phẩm iPhone 6 lock này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.200.000 các bạn nhé. Hôm nay mình vừa thâu lại của khách xong. Máy màu trắng rất đẹp nhé. Có một em gái mưa. Em gái mưa. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel để nạp tiền. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 lock, con này là bản 16GB các bạn nhé. Thì con này là vân chân vân tay đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy, vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 16GB, bản Gia 16GB nhé. Này một cô gái rất đẹp nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 lock này các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.200.000. Nói chung là với giải phẩm iPhone 6 bây giờ quá là rẻ rồi các bạn nhé. Các bạn dùng cũng là một con máy phụ nghe gọi, chơi game, lướt mạng rất là tuyệt vời nhé. Điện thoại bây giờ quá là rẻ các bạn ạ. Ngày trước mình mơ tưởng không mua được, nhưng mà bây giờ với mức giá cực kỳ rẻ các bạn đã thể sắm sản phẩm iPhone lock nào thì đủ có thể loại. Nói chung điện thoại bây giờ quá là rẻ các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S. Con này là iPhone 6S nhé, hôm nay mình vừa mới về con này xong. iPhone 6S này. Con này là bản 32GB nhé. Máy màu hồng rất đẹp các bạn nhé. Này máy màu hồng rất đẹp. Và sản phẩm iPhone 6S lock, các bạn, con này là bản quốc tế nhé. Con này là bản quốc tế nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Con này là 6S bản 32GB nhé. Con này bản 32 nhé. Thì máy màu hồng rất đẹp nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Các bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S này nhé thì các bạn nên đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Bên mình thì thường là level vào buổi tối và buổi sáng thì mình level vào buổi tối ấy. Thì buổi sáng thì mình sẽ chốt đơn cho các bạn nhé. Các bạn nào đã xem buổi tối thì các bạn sáng ra các bạn chốt đơn cho mình nhé, và buổi trưa thì mình sẽ ship luôn cho các bạn nhé. Còn buổi chiều thì các bạn chốt buổi chiều thì về buổi tối phải hôm sau mình ship cho các bạn nhé. Nói chung là thường thường các bạn nào mà chốt buổi chiều thì thường thường khách họ cũng đặt hết sáng hết buổi hàng nhé. Mong các bạn gọi mình nhà mình thì bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng. Mong là các bạn đừng gọi sớm quá, các bạn thích sản phẩm nào các bạn có thể là bắt đầu từ 7 giờ sáng các bạn gọi đặt hàng cho mình giúp mình nhé. Con này bản 32 mình thanh lý với giá là 3 triệu đồng nhé. Và sản phẩm tiếp theo của tối ngày nay giới thiệu các bạn là hai chiếc Samsung A520 nhé. Hôm nay mình vừa về được hai con này xong. Samsung A520 thì hôm nay mình vừa về này, một con màu xanh ngọc rất đẹp nhé, và một con màu hồng nhé, rất là đẹp nhé. Và sản phẩm Samsung A520 này thì cấu hình con này là ram 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này được trang bị cổng chân cổng Type-C nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Hai con này đều là bản Hàn nhé, nhưng mà mình đã lên sẵn hai sim cho các bạn nhé. Con này thì mình hàng gấp zin rất đẹp. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm A5 2017 này nhé, các bạn nhanh tay đặt chốt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Nói chung là kênh YouTube của mình thì hay chủ yếu là phục vụ dân lao động, nói chung là dân lao động với mức thu nhập là bình dân. Thì có những sản phẩm nào thì mình cao tiền thì mình vẫn up lên, còn những kênh mình chủ yếu là bán cho dân mức thu nhập trung bình, nên là các bạn cứ yên tâm về các sản phẩm giá rẻ bên mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Sony XZ thì hôm nay nhà mình vừa về được hai con màu đen nhé. Này, bạn sản phẩm Sony XZ ấy, thì bên mình có giá là cực kỳ ưu đãi nhất nhé. Cấu hình con XZ này, cấu hình con này là ram 3GB, bộ nhớ là 32GB, máy màu đen bóng rất đẹp các bạn nhé. Nói chung là sản phẩm XZ bên mình thì thanh lý về giá coi như là cực kỳ ưu đãi nhất nhá. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ các bạn có thể hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, màu đen rất đẹp ạ.
Nói chung là dành những bạn đam mê Sony, nhiều bạn cũng rất thích dùng Sony nhé. Mình cũng đang dùng một cây đây, cũng rất thấy là tuyệt vời, pin biết cực kỳ là ok nhé. Và sản phẩm tiếp theo của tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường thì nhà mình có hai cây, hình thức còn tầm 97%. Và sản phẩm iPhone 5 thường này thì bên mình đang thì với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Hôm nay mình về được chiếc hai chiếc này nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường nhé, các bạn nên hàng là mình sớm nhất nhé. Nhà mình có một đen một trắng, thì bên mình thì chủ yếu là những con này bán cho các bạn về làm một máy phụ nghe gọi cũng khá là ok nhé. Và tất cả sản phẩm iPhone 4S bên mình thì hiện tại đang tạm hết nhé, thì chắc là 1-2 nữa mình mới có hàng lại các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S thì các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. iPhone 5 thường các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Nhà mình còn hai chiếc nhé, màu đen nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì nhà mình còn hai chiếc đấy nhé. Hai chiếc này là bản hàn nhé, nhưng mà đã sẵn hai sim các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Này, con này thì hình thức còn từ 97-98-99% các bạn nhé. Mình còn một đen và một gold nhé. Và sản phẩm Samsung, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro đấy nhé, các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Thì hôm nay mình cũng, ngày hôm nay thì hôm qua thì mình cũng có nhiều mẫu là điện thoại là điện thoại với giá là dưới 1 triệu đồng, nhưng mà buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đang tạm hết nhé, đang tạm, bên mình đang tạm hết nhé. Nói chung là sản phẩm 1 triệu đồng rất là khó, giờ này cũng khó khăn nhỉ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z5 Pro. Hôm nay nhà mình về tiếp với hai cây nhé. Và sản phẩm Samsung Z5 Pro này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000, và đây cũng là bản hàn nhé, cũng là bản hàn, nhưng mình đã lên sẵn hai sim cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này nhé, bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Máy hình thức rất đẹp nhé, hình thức màu xanh màu hồng rất đẹp các bạn nhé. Đấy, dành cho các bạn gái rất là tuyệt vời, màu hồng và màu xanh các bạn dùng nam tính rất ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay thì các bạn là chiếc Samsung Z6 2018. Và sản phẩm Samsung Z6 2018 này thì con này thì bên mình hình thức là đẹp 95% nhé. Và hôm nay mình vừa về con này xong, máy màu mận chín các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000 các bạn nhé. Con này là Z6 2018 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z6 2018 đấy nhé, các bạn nên tài hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000 các bạn nhé. Hình thức rất là ok nha. Z6 2018 nhé, máy màu mận chín, hình thức còn 95% các bạn nhé. Con này thì bên, nói chung là sản phẩm Samsung Z6 A6 chiếc pin rất cực kỳ là trâu nhé. Con này bản công ty nhé, hai sim sẵn các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. 5S hình thức con này 90%. Thì con này là máy tình trạng là bị mất vân tay các bạn nhé. Và sản phẩm iPhone 5S mất vân tay này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S mất vân tay làm một máy phụ nghe gọi, con này thì mất vân tay thôi, nhưng iCloud thì chính chủ các bạn nhé, nên là các bạn cũng lo, không phải lo phần iCloud nhé. Thì con nào mình có iCloud hay tình trạng như nào thì mình sẽ nói luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S này nhé, mất vân tay này các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng ạ. Đây, hình thức cũng rất là ok. Và buổi tối ngày nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video từ mọi người thân, biết đâu mọi người thân lại thích được sản phẩm cũ bên mình ấy, thì các bạn có thể là mua ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc tất cả các bạn nào, các bạn ấy, đang xem video của mình ấy, một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Xin chào các bạn nhé.